Xin mời các quý vị lắng nghe bài thơ Ơn Hoài Không Phai, tác giả Hưởng Nguyễn, trình bày Đông Đông. Kỷ niệm trong tháng 12, toàn dân toàn đảng ghi hoài ngàn năm, rừng sâu hải đảo sông sông, mưa rầm gió từng tấc đan đan sơn thế, dẫu bao gian khó quyết thề đấu tranh, giành lại cuộc sống tươi xanh từ gió đập lập trường thành. Trời biển cho ngày đẹp tươi, hôm nay đất nước rạng ngời, máu xương đổi lấy đất trời. Nhất tròn vẹn ba miền, nước non một dài nối liền vòng tay, dựng xây đổi mới từng ngày, hóa là nối tiếp truyền thống văn minh, nối tiếp truyền thống văn minh, dựng xây đất nước dẫn trình được. Cảm ơn tác giả Nguyễn Hường với bài thơ Ơn Hoài Không Phai. Bài thơ rất là hay, đong đầy cảm xúc về tri ân ngày 22 tháng 12 thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.